thôi lắm. Bởi vì vậy. Ê, ê, trời, trời, trời. Bởi vì vậy. Ê, ê, trời, trời, trời. Dùng nhang chị heo hả? Đâu phải, con heo của người ta. Vô duyên quá à. Không, không được, nó về đây. Bảy bảy đâu phải con heo của người ta vô duyên quá heo của nhà em mà thôi 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 nó la thì nó la nhưng mà má cô đã bán cho gia đình tôi rồi má cô đã bán cho gia đình tôi rồi con heo này đi con heo này là con của em. Lợn thiệt á hả? Cái gì vậy? Cái gì kêu quá vậy? Thôi 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 thôi. Nhiệm vụ của các bạn là dắt con lợn này đi chơi trong vòng 10 phút. Sau 10 phút, các bạn có mặt ở đây cùng với con lợn này. Là đây đúng không? Đi đi. Baby, baby đi với mẹ ơi, nào. Ôi khó nha, trời ơi. Hello. Rồi. Hello. Xin chào mọi người. Đúng rồi. Em bắt cho. Em hồi lắm. Bởi vì vậy. Ê, ê, trời ơi. Trời ơi. Bởi vì vậy. Ê, ê, trời ơi. Trời dùng nhang chị heo hả? Nhiệm vụ của mình là Ngô Kiến Huy. Đó thấy chưa? Ngô Kiến Huy. À đi tìm trái bắp hả? Trong vòng 10 phút, các bạn phải lấy sạch 10 trái bắp này. 10 phút. Bài hẹn. Đúng vậy. Phụng Thiên thừa giận. Trứng. Cái gì vậy? Trứng. Trứng. Cái gì vậy? Trứng. Hai người đàn ông mà ra nhiệm vụ tên trứng. Các bạn phải giữ mỗi người một quả trứng trong tay. Trong vòng 10 phút, các bạn phải mang được hai quả trứng còn nguyên vẹn về đây. Các đội ổn định vị trí. 3, 2, 1, bắt đầu. Chó, mày cắn con heo đó cho đúng ta. Đúng rồi, chó ơi, cắn heo đi. Kỳ kỳ, cắn heo đó cho ta, kỳ kỳ. Cặp đôi trẻ, chúng ta làm gì vậy? Cắn heo hay gì vậy? Ta sẽ ăn thịt con heo. Trời ơi, không heo động vật. Cắn ơi, cầm gì sau lưng vậy? Cầm gì sau lưng làm vậy? Làm gì vậy? Hết hồn gì à? Vụ gì đấy? Thôi không hết hồn thôi. Anh thay gì? Chưa anh làm nghề này. Đá bỏ đây, lùm đá bỏ vô. Lùm đá nha, chị lùm đá. Chị. Mà làm gì? Hả? Là đi ăn củ trâu gác bếp không? Mấy người hay nấm hả? Cái gì đây? Trời ơi, sao ném qua bên anh? Ủa mà tìm cái gì vậy? Cái gì vậy? Vậy? Thank you.
qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây, qua đây. Nó không nghe lời chút nào hết á. Thôi đi 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 đi. Ủa mà mang con heo làm cái gì á? Hả? Chơi với Donan á. Thôi đi đi đi, đưa con heo về về nhà đúng không? Không. Đưa heo về chuồng đúng không? Thôi đi 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 đi. Trời ơi. Ui con heo kia. Ta là Tề Thiên Đại Thánh đây. Ăn giỏi. Hả? Anh đấu cái gì vậy? Không, lạnh quá. Anh đấu cái gì vậy? Không, bị lạnh. Anh đấu cái gì vậy? Bị lạnh. Anh bị lạnh. Em sao vậy? Đi 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 chơi đi đúng chơi rồi. Đi chơi đi chơi. Cái vậy? Thôi mà. Sao hai người cứ khổ thì bị lạnh. Sao hai người có à? Có hành động kỳ lạ vậy? Còn quá. Anh ơi, đúng 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 đúng. Đội bên đây nhặt đá. Đội bên đây nhặt đá. Ê ê, nó nghe nè, đi kiếm gì vậy? Ê ê, nó nghe nè, đi kiếm gì vậy? Sao tụi em nhiệm vụ vui vậy? Nhiệm vụ qua nên đau tay gần chết. Đau quá nè, giúp được không? Gì vậy? Gì vậy? Cái gì vậy? Em ăn cắp được bên đội bên kia rồi. Phá đi chị. Mình đi dục đi em. Mình dục thằng là xa đi em. Mình đừng có để đây nữa. Cái gì vậy? Mình dục tứ phía đi em. Cái gì vậy? Hãy cùng dục cùng chị đi. Hãy dục cùng em. Dục em đi. Ủa? Dục đi. Cái gì vậy? Thôi tới ngay đó vậy. Vỗ Hoàng Hiến tới. Cái này là cái gì? Thôi thôi. Thôi. Vỗ Hoàng Hiến tới. Bây giờ để trời cái vòi dài quá. Trời cái vòi dài quá. Yến ơi, Yến hai người cầm gì ở trong tay á? Đúng rồi. Phải lấy được bên kia đó. Đúng rồi đó. Chia ra đi. Mình bé Ngô Kiến Huy đi, một người làm cũng được là được. Ha. Ok ok chị. Ê Yến ơi, Yến. Gì? Yến ơi, kia đi. Tóm Ngô Kiến Huy đi, chỉ một người không được là được. Chỉ một người không được là được. Gì vậy? Cái gì? Chạy hả Dũng? Là cái gì? Chạy hả Dũng? Chạy nhanh quá mày. Không chạy nhanh quá mày. Không còn cố được. Ủa lắm lửng gì vậy? Lụm đá, em sỏi gì đó. Chơi với heo đi, chơi với con người đi. Anh không có được bỏ nó. Cháu ơi, cô trông heo cho cháu ra. Cháu thầy đi. Cháu thầy đi. Anh Khiết, anh ơi. Chị ơi, chị ơi. Gì vậy? Cái gì? Ơi cái gì vậy? Đi bắt đi, bắt được. Nghĩ con kiếm mày đi. Nghĩ con với lại. Đi 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 đi. Bắt cái trứng đó. Đừng vô. Trứng đâu? Đừng về trứng gì? Con kiếm quay với lại. Ủa
Anh để bỏ đi. Tuấn cầm hai cái kính cho mọi người, còn kính một tay bớ bể kiếm rồi. Chị Hiếu, anh Huyết, ơi, nhiệm vụ của anh là gì? Nhiệm vụ của anh là gì? Anh không biết. Anh không biết. Ê, chị vợ của tôi ra đây. Chào mấy anh. Ê, chị vợ của tôi ra đây. Chào mấy anh. Đúng, lịch đứa mấy anh. Cái này cứ đi sao? Cô em đâu có gì. Cái tay của anh. Cái này là gọi là đánh là hướng thôi nè. Ai lấy đá làm gì? Ôi. Ủa con heo bị sao vậy? Ủa con heo bị sao vậy? Con heo, heo. Cái vậy nó cắn nè. Con heo ra. Nó phải ở đây. Nó phải ở đây. Bậy bậy. Con heo vậy chị? Nó phải ở đây. Đâu phải. Con heo của người ta. Vô duyên quá. Không được. Nó phải ở đây. Nó phải ở đây. Bậy bậy. Con heo vậy chị? Nó phải ở đây. Đâu phải. Con heo của người ta. Vô duyên quá. Con heo của nhà em mà. Thôi. Thôi thôi, nó la gì nó la. Nhưng mà má cô đã bán cho gia đình tôi rồi. Má cô đã bán cho gia đình tôi rồi. Con heo này, con heo này là con của em. Má người đã bán cho gia đình ta rồi. Chưa. Đi, không xanh đi. Chạy 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 ơi. Đi con, đi con. Chạy đi con, chạy đi con. Đi đi con. Chạy đi con, chạy ra ngoài luôn. Ra ngoài đi con. Mệt quá. Tập trung bắt Tuấn nè. Bao giây, bao giây, bao giây. Rít, anh chọn. Bao giây. Hiếu, bao giây. Bao giây. Các đội lưu ý, còn 2 phút nữa, hết giờ. Các đội lưu ý, còn 2 phút nữa, hết giờ. Còn 2 phút nữa, hết giờ. Bye bye. Tiếp nữa là tôi nè. Long rồi, long, long, long. 8, 10, 9. Long rồi, long, long, long. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cô làm gì tôi? Cô làm, cô làm gì tôi? Cô làm gì tôi? Cô làm gì Xin mời kiểm tra kết quả đội Dương Lâm và Chris. Căn này đúng không vậy? Đúng, đúng, đúng. Dư 200 rồi.
Rồi 300 300 300 Lấy cục đá, lấy cục đá. Cái gì vậy? Ba trăm rưỡi. Không đủ rồi. Em ơi, thêm cỡ 5 trái nữa. Nhiều quá vậy. Hết đi đâu rồi? Hết luôn đi. Hết rồi. Không đủ 500 gram. Nhiệm vụ các bạn đã thất bại. Tiếp theo là đội của Hiếu thứ hai và Mai Phương Thúy. Con lợn của các bạn ổn không? Vui vẻ. Không hề vui vẻ. Nó lúc nào cũng đâu giỡn cái là vui trốn vô cái góc bụi đó. Đúng rồi. Cô đơn một mình. Cô đơn một mình. Thôi. Quá trời một con rồi. Nếu chúng ta dịch ra tiếng heo. Tôi. Đội Hiếu, Thúy mang con lợn về đích đúng giờ. Chúc mừng các bạn đã thành công. Xin mời đội Trường Giang, Võ Hoàng Yến công bố kết quả là 2 bắp. Chương trình bắt là tôi với Yến trong vòng 10 phút là phải lấy hết hạt bắp ra khỏi cùi bắp. Tôi làm rất nhanh, tôi làm xong 3 bún củ rồi. Tại hồi xưa nhà tôi làm này mà. Tôi để vậy nha, tôi quay qua tôi thấy Yến vẫn còn lắc từng hộp để không thầy. Rồi trong cái tên Thảo Khấu rồi tới cầm đi rồi quăng hết trơn. Còn lại có 2 cái cùi bắp nè. Thảo Khấu 2 cùi bắp là tôi xin tặng Diễn Lâm cái. Quá trời. Với lại Hiếu cái. Alo, 1, 2, 4. Alo, chip, chip, chip. Alo, alo, nghe rõ không ạ? À? Alo, nghe ạ. Bỏ vậy 2, 7, 9, giây phút cuối cùng mang về đây về đích. Wow, 2 con gà mái. Buổi tối hôm nay, Hiếu thứ hai, Mai Phương Thúy, Kiều Minh Tuấn và Ngô Kiến Huy sẽ được một bữa ăn thịnh soạn. Các thành viên còn lại cũng được ăn tối, nhưng là bữa rất đặc biệt. Bây giờ, xin mời các bạn di chuyển qua địa điểm ăn tối. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.